phải được thanh luyện, phải được lột bỏ cái bộ áo đầy bụi bặm bẩn thỉu của thế gian này đã. Những ai còn trong con mắt bị che kín bởi tiền bạc, danh lợi, ghen ghét, mưu mô hận thù, thì làm sao dùng con mắt đó mà nhìn được thấy nước của Thiên Chúa, hay là đi vào nước đó được? Muốn vào nước ấy, nơi mà hôm nay Chúa Giêsu thăng thiên về trời đó, chúng ta phải mặc lấy cái áo cưới mà đã được trao chúng ta. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính mời ông bà anh chị em ngồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người Việt Nam chúng ta hay dùng cái từ Chúa lên trời cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa lên trời làm cho chúng ta thấy khó mà trả lời cho những người luôn hạch sách thách thức chúng ta rằng: Trời các anh ở đâu? Chúa các anh ở đâu? Họ muốn chúng ta chỉ bằng tay, chỉ lên hay chỉ xuống. Chỉ lên thì đã có người nói rằng họ bay lên các tầng trời rồi mà đâu có thấy Chúa ở đâu, đâu có thấy trời ở đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ tay xuống dưới thì coi chừng mấy người bên Mỹ lại kiện chúng ta. Giờ này họ đang bên kia trái đất này và họ nói rằng như thế là họ đang ở hỏa ngục sao? Cho nên không thể lấy tay mà chỉ trời ở đâu hay kia được, thưa anh chị em. Trời với ý nghĩa ở đây tức là cõi toàn thắng, nơi vinh quang, ranh giới giữa cuộc sống tạm đời này và nơi đời sống vĩnh cửu. Lên trời là bất xứng, chưa hoàn thiện, như Chúa Giêsu thường mời gọi chúng ta: anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em là đấng hoàn thiện. Thế thì khi chúng ta chưa hoàn thiện thì chúng ta đang ở đời này, thế gian này. Nhưng một khi chúng ta đã đến mức hoàn thiện như Chúa Giêsu thì chúng ta đã ở trong cõi trời với Chúa. Khi Chúa Giêsu giáng sinh làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đi vào cõi thế gian này, nơi gọi là lũng đầy nước mắt như kinh lạy nữ vương, nơi đau khổ. Lúc này con người nhân loại trông thấy Thiên Chúa bằng con mắt mình được, như các môn đệ đã nhìn thấy Chúa Giêsu. Bởi Chúa cùng ăn, cùng uống, cùng làm việc, chia vui sẻ buồn với các môn đệ. Chúng ta còn nhớ trước ngày Chúa đi vào cuộc khổ nạn, Chúa báo trước cho các môn đệ của Ngài rằng: ít lâu nữa các con sẽ không còn thấy Thầy, nhưng ít lâu nữa các con sẽ lại được thấy Thầy. Điều ấy ngoài việc Chúa Giêsu muốn báo trước cho các môn đệ của Ngài là khi Ngài đi vào cuộc khổ nạn, chịu bắt và bị kết án tử, bị mai táng trong mộ,
thì các môn đệ không thấy thầy nữa. Nhưng với một ý nghĩa khác trong ngày lễ Thăng Thiên hôm nay, nó lớn lao hơn nhiều. Đó là ngày Chúa lên trời hôm nay, Chúa đi vào trong cõi vinh quang. Thế thì chúng ta không còn thấy Chúa bằng con mắt thường được nữa. Và vì hai thế giới trần gian và cõi vinh quang, nơi vĩnh cửu có biên giới rõ ràng, nên những người còn mang nặng thân xác trần tục thì làm sao có thể vào ngay được trong chốn ấy? Phải được thanh luyện, phải được lột bỏ cái bộ áo đầy bụi bặm bẩn thỉu của thế gian này đã. Những ai còn trong con mắt bị che kín bởi tiền bạc, danh lợi, ghen ghét, mưu mô hận thù thì làm sao dùng con mắt đó mà nhìn được thấy nước của Thiên Chúa, hay là đi vào nước đó được? Muốn vào nước ấy, nơi mà hôm nay Chúa Giêsu thăng thiên về trời đó, chúng ta phải mặc lấy cái áo cưới mà đã được trao chúng ta vào ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Liệu nó còn sạch không? Tâm hồn của mình nó còn trắng không? Không thì phải thanh luyện, tẩy rửa nó đi. Cũng giống như Chúa Giêsu phải qua cái chết, mang lấy mầm sống của Chúa Giêsu phục sinh, phải được mặc lấy thần khí của Đấng phục sinh là Chúa Thánh Thần. Rồi Ngài cũng đi trước và làm như thế, dạy chúng ta không ai có thể vào được nước ấy mà không qua con đường Ngài đã làm gương cho chúng ta. Thánh Phanxicô là người hiểu rất rõ về nguyên tắc làm sao có thể theo chân Chúa thăng thiên về trời. Đó là điều kiện Ngài đã nói với chúng ta. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chết cho cái thân xác của mình, chết cho cái tội lỗi của mình. Như Chúa Giêsu chịu treo lên thập giá, chúng ta cũng được treo lên thập giá, đóng đinh cái xác thịt hư hỏng của chúng ta vào trong đó trước. Vậy thì câu trả lời cho những ai thắc mắc trời mà các Kitô hữu các anh hướng tới, mong đi vào, đó là chốn vinh quang, nơi toàn thắng, cõi bình an, nơi không còn có chuyện người với người xìa môi và nhìn nhau không nguyên tròn con mắt, mà nhìn nhau có nửa con mắt bằng cái liếc đau đớn, nhưng là nơi người ta ôm nhau cùng nhau mừng chiến thắng với Đức Kitô. Chiến thắng thế gian, chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng cho cái ươn lười, cái tôi ích kỷ của mình. Nơi người ta gắp thức ăn cho nhau, chứ không phải là giật hụi của nhau. Ngay trong cuộc sống trần gian này, chúng ta cũng đã có thể được nếm thử cái vinh quang nước trời mà Chúa thăng thiên về đó. Khi mà chúng ta tận hưởng vinh quang nước ấy, anh chị em đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Bởi khi rước Thánh Thể, tức là chúng ta rước lấy Đấng là tình yêu, là Đấng giao hòa đất trời, hoa giao hòa anh chị em với nhau, là Đấng hiệp nhất tất cả nên một trong Ngài. Chả lẽ chân lại đánh tay, hay ai đó dùng tay mình mà móc mắt mình? Không ai điên mà làm điều đó. Cho nên người ta mới hay ví rằng yêu nhau như thể chân tay. Tay luôn luôn vuốt cho chân nó trơn, nó đẹp. Rồi tay chính là nơi mà cầm cái son phấn để mà sức cho môi mình, kẻ mi mắt. Chân chính là cái bộ phận bước đi để mà cứu đói cho cái miệng. Rồi chân tay chính là nơi mà chúng ta giúp cho bộ tóc của mình nó đẹp, dùng tay nhẹ nhàng chải tóc. Thế thì chân tay, tóc tai yêu mến nhau như thế. Mà khi chúng ta rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, tức là chúng ta ở trong một thân thể mầu nhiệm là Đức Kitô, tức là anh chị em hãy vuốt tóc cho nhau, anh chị em hãy chải đầu cho nhau, anh chị em hãy yêu thương nhau như chúng ta đang yêu chính thân thể của mình vậy. Đó mới là chúng ta những người xứng đáng muốn làm một với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nước thiên đàng mà Chúa Giêsu đi vào hôm nay, thưa anh chị em,
nay chúng ta kỷ niệm, đó là nơi chúng ta chỉ có thể thấy bằng con mắt đức tin qua lăng kính của tình yêu mà thôi. Điều mà sách Công vụ Tông đồ nói, khi từ núi Ô Liu trở về, các tông đồ của Chúa mặc lấy một tâm tình khác, đó là vui tươi phấn khởi, siêng năng cầu nguyện hơn, hy vọng hơn chờ vào ngày Chúa Thánh Thần hiện đến. Như thế các ông ấy không chỉ vui khi nhìn thấy Chúa bay lên trời, cho bằng vui bởi vì mắt các ông nhìn thấy vinh quang bao phủ lấy Ngài lúc đó. Tâm hồn các ông ấy phủ đầy hy vọng, một ngày không xa họ sẽ được chia sẻ vinh quang với Chúa Giêsu thăng thiên. Lên trời, Chúa mở cho chúng ta một lối mới đi vào thế giới mới, một tầng khung trời mới, mà chính Chúa là đường, là ánh sáng dẫn đường, mà chúng ta là chi thể theo Ngài bước theo vào đó. Chính vì thế, thưa anh chị em, ngày lễ hôm nay còn có thể được gọi là ngày lễ được sai đi nữa. Như Chúa Giêsu đã sai các môn đệ, các con thấy rồi, cảm nghiệm rồi, thì bây giờ các con hãy ra đi mà làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, tức là gọi họ đi theo Thầy để mai sau cũng được chia sẻ vinh quang với Thầy trong nước trời. Chúng ta dùng chữ vào để khỏi dùng người ta thắc mắc khi chúng ta dùng chữ lên hay xuống, mà chúng ta vào tức là đi từ cái nơi tăm tối vào trong nơi hoàn thiện tốt đẹp hơn, đó là trời mà hôm nay Chúa đi trước cho dẫn đường chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta hôm nay không còn nghĩ là việc loan báo tin mừng, làm chứng cho nước trời là của riêng Đức Giáo Hoàng, riêng các cha, cha Hiếu với cha Tân hay là các tu sĩ. Không, hôm nay Chúa ra cái lệnh đó cho tất cả mỗi người Kitô hữu. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tất cả chúng ta lãnh nhận cái lệnh đó, các con hãy ra đi loan báo tin mừng, làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, trở thành môn đệ để họ được vào chung hưởng vinh quang nước trời. Theo gương các tông đồ, các ông ấy siêng năng cầu nguyện để chờ ngày Chúa Thánh Thần hiện đến, đấng là kiện toàn sức mạnh thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người yếu đuối chúng ta. Các ông ấy không còn nghĩ cho mình như trước kia, ai là người làm lớn, ai là người kế vị Đức Giêsu, ai là người có thể hành hạ anh em mình. Không, các ông không có mơ màng những cái điều thế gian ấy nữa. Các ông làm cho Chúa, sống cho Chúa, sống cho anh em. Là người thấy trước được niềm hy vọng lớn lao đó là nước trời mai sau, họ mang trong mình niềm vui phấn khởi, niềm hy vọng đến nỗi như Thánh Phaolô nói: ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Gươm giáo ư? Áp bức ư? Thậm chí là cái chết ư? Vâng, thưa anh chị em, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Tôi nghĩ rằng nếu Thánh Phaolô đang sống tại nước Úc này, trên thế giới này, trong những ngày này, Ngài bảo rằng phải chăng COVID-19 có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa? Không, không thể được. Bởi vì nhìn thấy nước trời rồi thì COVID không là gì cả. Vâng, thưa anh chị em, ý thức thân phận yếu đuối mỏng giòn, chúng ta không thể cậy sức riêng của mình để làm bất cứ điều gì, chứ chưa nói là ra đi làm nhân chứng tình yêu để mà rao báo một nước trời tốt đẹp mai sau, nếu chúng ta không có Chúa Thánh Thần trợ giúp. Vậy chúng ta hãy sống trong tuần mới này cùng với anh chị em, tôi với cha Hiếu, ban truyền thông sẽ hướng mọi nghi thức phục vụ của chúng ta trong tuần này, như chầu thánh thể, lần chuỗi mân côi, dâng hoa kính mẹ nữa, để Chúa thấy lòng thành rất nhỏ bé của chúng ta, dễ thương mà ban chúng ta đầy ơn Chúa Thánh Thần, để Ngài luôn giúp chúng ta sống vui, sống hy vọng, sống hiệu quả của Chúa Thánh Thần. Như anh chị em biết, hiệu quả của Chúa Thánh Thần đó là sống vui, sống hy vọng, sống mang niềm vui cho người khác, là sinh hoa quả tốt lành thánh thiện, không ghen tương, không ganh tị, không có nặng nề mọi thứ bám víu thế gian,
Được như thế, thưa anh chị em, chúng ta đã trở thành những môn đệ làm chứng tuyệt vời cho Đức Giêsu thăng thiên về trời hôm nay. Amen.